Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến hoặc là quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Ngay trước mặt mình đây là một chiếc bàn phím đến từ Cooler Master với tên Master Key Pro. Thì đây là một bàn phím tưởng là full size nhưng lại trong kích thước của TKL, tưởng là TKL nhưng thực chất lại là full size. Thì đương nhiên rồi, sẽ không phải là một clip mở hộp giới thiệu sản phẩm mà sẽ là một video GA cho anh em chiếc bàn phím này. Bước 1, hãy bấm like video, subscribe kênh YouTube của An Phát Computer và chia sẻ video này dưới dạng công khai trên Facebook. Bước 2, hãy chọn 3 số cuối may mắn kèm link Facebook đã chia sẻ công khai video này ở dưới mục bình luận. Chúng mình sẽ dựa vào 3 số cuối kết quả sổ số miền Bắc ngày 25 tháng 9 để làm kết quả. Bước 3, hãy chờ đợi một video livestream của mình để tìm ra người trúng giải. Sẽ có một số lưu ý dành cho anh em, đó là khi chia sẻ video anh em phải để ở chế độ công khai trên Facebook, mỗi người chỉ được chọn một số một lần và không được chỉnh sửa. Và chỉ tính comment trên YouTube ngay dưới video này, mọi comment tại chỗ khác đều sẽ không được tính. Hạn comment sẽ là 16 giờ chiều ngày 25 tháng 9, sau khoảng thời gian đó mọi comment sẽ được tính là không hợp lệ. Nếu như không có bạn nào trùng với giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc thì mình sẽ lấy kết quả gần nhất và sớm nhất. Và kể từ sau khi công bố livestream tìm giải, mình sẽ nhắn tin cho bạn đấy để hỏi địa chỉ. Nếu trong vòng 24 giờ mà bạn ấy không trả lời thì mình sẽ chọn một bạn may mắn khác gần với kết quả xổ số miền Bắc để trao quà. Nếu như anh em trúng thưởng mà ở trong khu vực Hà Nội thì hãy tới trực tiếp showroom của An Phát Computer để nhận quà. Còn nếu ở xa thì chúng mình sẽ ship đến tận nơi. Và cuối cùng, anh em hãy bấm subscribe dành cho kênh YouTube của An Phát Computer. Chúc anh em may mắn trong đợt giveaway lần này.